Hello, ngày hôm nay mình đang cảm thấy thông minh nên là chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi giải đố. Và cũng tiện thay là mình vừa tìm được một tựa game xếp hình rất là hay. Ý của tôi không phải là như vậy. Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt ngày hôm nay thì mình đã tải rất là nhiều game giải đố. Ví dụ như là chúng ta có ở đây một cô gái ở trong chuồng. Nó là mình nhớ tới editor của mình ha. Đã 3 ngày rồi mình chưa cho anh ta ăn. Oh no. Còn game này thì khiến mình nhớ đến bố của mình, tại vì ông ấy cũng bị hói. Hiện tại thì ông ấy đang ở một nơi tốt đẹp hơn rồi. Đó chính là cách xa mình 300 cây số. Kể từ khi mình đi công tác á Lợi, tao cảm thấy rất là yêu đời, không còn xì chết nữa. Tao vui đến nỗi mà tao có thể mọc lại tóc luôn á. Alright, let's go. Ok, chứ đây còn tìm một con vịt. Đó hả? Nói trên lưng con vịt kia kìa. Hả? Tôi biết là tôi bị ngu, nhưng mà nó không tới cái mức mà để cho cái game này nó coi thường tôi như vậy. What? Làm ơn hãy xác nhận tuổi của bạn để chơi. Cuối cùng thì cũng có người công nhận trình độ của mình ha. Alright, chúng ta đang ở bên ngoài trạm không gian. Bấm vào cái này. Hả? Rất là truyền cảm hứng. Nếu như mà một thằng ngu có thể lên trên trạm vũ trụ thì mình cũng có thể lên trên kim cương. Mà nghĩ mà mình chơi thêm một cái màn nào nữa thì não của mình nó sẽ bị nhũng ra các bạn ơi. Là sao? Rồi chán game rồi. Ngày hôm nay chúng cùng nhau coi meme. Tôi đang tới tháng nên là cảm xúc lẫn lộn lắm. Tôi làm thì tôi làm. Được ý kiến. Meme đầu tiên. Ê yo, what the f- What? Cái gì đó? Trời ơi. Thôi đừng gọi bác sĩ nữa. Hãy gọi thầy chiêu ta đi. Sau 30 tuần ở trong bụng mẹ thì đứa con đã phát triển đầy đủ. Và bây giờ là lúc để đưa nó ra ngoài. Oh my god. Mình chưa bao giờ thấy phụ nữ cả. Liệu đây có phải là cấu trúc bình thường của họ không vậy? Ai đó xác nhận giùm tôi coi. Hồi trước mình cứ tưởng bác sĩ viết chữ xấu là do họ cẩu thả. Nhưng mà không các bạn à. Họ đang viết bùa. Em đạo Phật nên không dám ngỏ tình vì sợ Bồ Tát. Văn mẫu dành cho Jeff G. Alright. Wow. Cái gì vậy trời? Cá vừa câu về từ Nhật Bản hả anh? Ừ, sao anh biết? Oh my god. Damn. Mình có thể bảo đảm 99% là thứ này nó sẽ xuất hiện ở trong giấc mơ của mình trong vòng 3 ngày nữa. Bình thường đi biển á, tôi sẽ sợ bị ma da kéo giò. Nhưng mà bây giờ mình sợ bị đánh giá. Mày kêu ai xấu? Mày thử nhìn vào gương chưa? Tắt đèn nhưng không kịp nhảy lên giường. Còn mà... Tôi tắt điện và bình tĩnh đi lên giường. Còn mà... Cậu đã trưởng thành rồi. Mày biết là trên thế giới này có rất nhiều người giàu có, xinh đẹp. Nhưng mà mình tự tin rằng là mình may mắn hơn tất cả bọn họ. Tại vì sao? Tại vì ở bên cạnh giường của mình nó có ổ điện và công tắc. 100 tỷ để làm gì nếu như mày không thể vừa bấm điện thoại vừa sạc? Bé hãy tự vẽ con bướm cũ mình vào đây nhé. Tại sao không phải là vẽ con bướm mà phải là con bướm của mình? Why? Nếu như mà giáo viên của mình ra đề là hãy vẽ con chim của mình thì mình sẽ không ngại ngùng vẽ hai trái banh và một cái xúc xích. Động vật không thông minh như con người đâu, vẫn là động vật. Một con sư tử khổng lồ gầm to lên để dọa phóng viên, sau đó cười mỉm. Mình có xem một video về một chú chó kia được dạy ngôn ngữ con người bằng cách bấm một cái nút, giống như kiểu nó đói đúng không, nó sẽ bấm cái nút thì nó sẽ có cái âm thanh tôi đang đói, tôi bắt đói, kiểu như vậy đó. Thì một hôm con chó nó hỏi bà chủ nó rằng tại sao tôi là chó. Sau đó nó cứ nhìn chằm chằm vào gương các bạn à. Nếu như chó của mình hỏi mình tại sao nó là con chó thì đó không phải là chó của mình. Mình có xem một vài nghiên cứu thì người ta bảo rằng là con lợn thật sự nó thông minh hơn cả con chó đó các bạn. Nhưng mà không biết tại sao người ta chuộng chó nhiều hơn ha. Mình đã biết rất nhiều vụ về những chú chó ỉa bậy. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghe một con heo nào ỉa bậy cả. Tại vì tụi nó ăn đâu ỉa đó. Chành gì đâu mà có mỗi một đường thẳng thế này. Như này chắc vẽ chỉ mất 10 giây nhỉ. Oh no. Nó góp sen. Chắc là tranh kiểu trù tượng gì đó hả? Tranh cho người não to và lại người có tiền. Bây giờ mình hiểu rồi các bạn à. Một đường thẳng tượng trưng cho một đời. Lần cuối mà anh ta thấy con của mình là 30 năm trước. Ví dụ đây là cái lúc mà anh ta bắt đầu nè đúng không? Còn đây là cái lúc mà con anh ta vào đại học. Và đây là cái lúc mà vợ chia tay. Xúc động á. Nhắc tới động vật vẽ tranh thì hôm nọ mình có đọc được một bài báo về một con lợn kia. Hôm nọ vì một tai nạn nào đó nó đã ăn cắp cái cây bông lâu gì của chủ á, sau đó phá lên bức tranh của cô ấy. Cô ấy đăng lên mạng và có người mua bức tranh đó với giá cực cao.
Tưởng tượng thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm việc mỗi ngày và nhận ra rằng có một con lợn nào đó làm nhiều tiền hơn bạn. Wow. Ở một triển lãm nghệ thuật nọ, có anh chàng kia, anh đã phản đối cái việc mua bán tranh với giá cao ngất ngưỡng vô lý như vậy. Thì anh ta đã làm một bức tranh cực đẹp đúng không? Sau đó đấu giá khoảng 2 triệu đô gì đó thì có người đã mua. Sau đó khi mà vừa đấu giá xong thì bức tranh nó bị một cái máy sáng ở bên dưới cắt từng thành từng mảnh. Nhưng mà các bạn biết gì không? Làm như vậy chỉ khiến cho giá trị bức tranh tăng lên gấp 10 lần. Thằng Sen nhà tao mới đi học bartender về. Cậu và anh Seth. Em xin lỗi anh chị, em lỡ tay kéo nó dài ra. Hả? Mà cái xin lỗi là xong hả? Tiền có thể có lại được, nhưng mà lò xo thì không. Cái lò xo này giống với lại người yêu cũ của mình, không thể quay lại. Đó rồi, một bàn nhậu rất là vui, cho đến khi mình nhận ra thủy độn, thức thứ bảy, huệ. À đó, hay làm ơn nói cho mình rằng đây là một video tua ngược và anh ta đang uống nước từ không khí. Đây chính là lý do mà mình rất là ghét đi nhậu. Nhưng mà sếp hay là đồng nghiệp của mình lúc nào cũng rủ mình đi uống bia cả. Được thôi, nhưng mà vấn đề là khi mình say á, là cái bàn tay của mình nó không phân biệt được đâu là cấp trên cấp dưới hết dân đó. Bình đẳng xã hội. Cô ấy, ui, gặp cậu vui lắm ý, cảm ơn vì buổi hẹn. Tùy, vậy bây giờ mình gặp tiếp. Cô ấy, ở trên mạng cũng có một anh chàng kia than thở rằng mình bị bơ sau bữa hẹn. 3 tuần sau thì phát hiện ra là cô ấy chết rồi. Bị ghost đúng nghĩa đen. Chúng tôi hết giấy nhà vệ sinh nên hỏi hàng xóm tận dưới có thể cho chúng tôi mượn một ít không. Và đây là cách nói được dễ đến tận nhà tôi. Cậu ơi nè. Ước gì con chó của mình nó có thể ỉa đúng chỗ là mình hạnh phúc lắm rồi. Cộng đồng trái đất phản hiện đã có hàng triệu thành viên trên toàn cầu. Nó lại câu đó đi. Nhưng mà nó thật chậm vào. Hàng triệu thành viên trên toàn cầu. Nói đến thuyết âm mưu thì bên Mexico vừa công bố một cái xác người ngoài hành tinh 1.800 năm tuổi. Và mình thú thật, trông nó giống như là được làm bằng giấy vệ sinh bởi 5 phút mẹo vặt vậy đó. Trốn xa hoa, tôi xin vắng mặt. Túi không tiền, sao góp mặt cuộc vui. À bảo là bạn phải mang theo tiền. Hãy mang theo bao tay và rửa chén. Cận cảnh một ca phẫu thuật lấy di vật trong ổ bụng cực kỳ phức tạp. Bạn không biết chứ, mình là kiểu bác sĩ có thể moi tiền từ bệnh nhân. Đúng nghĩa đen. Bố ơi, bố có ở nhà không? Tôi đây, mẹ khóa cửa mất tiêu rồi. Bố mở cửa cho con với. Chị đợi tôi một lát. Bố mày đến đây. Đây là người duy nhất có thể dùng cái meme này chính xác. Tôi đi toilet và ngắm nhìn những viên gạch trên tường. Bỗng thấy có gì đó. Có gì? Nếu như bạn không biết thì nó có một hội chứng có tên là ba chấm nha. Mình không biết tên nhưng mà mình sẽ lên Google mình search cho các bạn rồi để đây. Thì nó như vậy nè. Nếu như các bạn lặp lại một từ quá nhiều lần thì nó sẽ mất ý nghĩa của nó. Hoặc khi là các bạn nhìn vào trong gương cũng vậy. Nếu như các bạn nhìn đủ lâu thì trên mặt của bạn sẽ bắt đầu bị biến dạng cái thứ đồ nữa. Nói chung là ghê với các bạn ơi. Người ta cứ nghĩ đó là ma hay gì đó nhưng mà không. Đó đơn giản là não của bạn nó bị ngu thôi. Với lại con người chúng ta có một xu hướng là có thể nhìn ra khuôn mặt ở trên bất kỳ thứ gì. Ví dụ là mình đưa các bạn cái ảnh này đúng không? Thì các bạn sẽ nhìn được khuôn mặt mặc dù nó chẳng liên quan cái gì cả. Đây cũng vậy, đây cũng vậy. Đây là một cái biểu đồ. Ở ngay đây là giống con người hoàn toàn. Và ở đây là không giống con người. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ở ngay cái điểm ngay giữa đó, nghĩa là hơi giống giống mà cũng không giống giống á, thì khi các bạn nhìn vào tấm ảnh đó, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy bất an bồn chồn. Wow, một anh chàng đang thắt cà vạt rất là tuân thủ luật giao thông. Đáng ngưỡng mộ. Vâng, con người có thể làm mọi thứ để không phải giữ an toàn cho bản thân mình. Mình không biết là mình nên cảm nhận thế nào nữa. Không bị công an chặn lại và bình an vô sự thì ok, thông minh. Nhưng mà lỡ như anh ta không bị chặn, sau đó tông vào cục điện thì khá là ngu. Ồ, đợi tớ đóng cửa tủ lạnh cái đã rồi tớ gọi lại cậu sau. Nếu yêu, người ta sẽ tìm cách. Còn nếu không, người ta sẽ đi đóng tủ lạnh. Này châu bé, đến lúc phải đi rồi. Hả? Không lẽ? No. Oh. Yay! Đó là một cái tàu lượn cảm xúc. Mình đã từng có hai lần xem chết. Lần đầu tiên, đó chính là mình đã dùng một cái thìa và chọt vào ổ điện. Rất may là cái ổ điện nó bốc cháy chứ không phải là mình. Lần thứ hai, lúc đó mình 4-5 tuổi gì đó. Thế là mình cùng với mẹ đi chợ. Mẹ của mình đang dừng xe mua đồ thì mình nghĩ rằng sẽ rất là hài hước nếu như mà mình vặn tay ga nhỉ. Bà đừng có trách mình ha. Tại vì lúc đó mình còn nghĩ rằng là ăn ghì mũi là hài hước. Mình không nhớ là ghì mũi nó có vị gì ta. Bạn nào xuống comment cho mình coi. Trung thu lại chẳng muốn đèn lồng. Không lẽ tôi thích ông sao? Wow. Ấn tượng. Câu này hay tới nỗi nếu như mà một con thằn lằn nói với mình thì mình sẽ cưới nó luôn. Ác nhân trong anime khi mà hắn thấy một đứa trẻ nghèo khó ở trên đường, lỡ đây để ta lợi dụng con ấy, là lỡ đây để ta cho con một mái ấm. Lúc nhỏ chúng ta thích anh hùng nhưng mà lớn lên chúng ta lại hiểu ác nhân. Tôi sau khi ị đùng trong lớp, hồi bé mình cứ nghĩ rằng Tom là cái đồ con mèo độc ác, tại sao mày lại ăn thịt cherry cơ chứ. Lớn lên thì mình mới nhận ra rằng, ủa khoan đã, Tom nó đang bảo vệ nhà của bà chủ mà, còn cherry là thằng ăn trộm. Một điều rất giàu có mà bạn làm mặc dù bạn không giàu có, không thèm kiểm tra số dư, cứu bẹt thẻ và hy vọng là nó thanh toán được.
Wow, cái meme này nó rất là gần gũi. Mình thấy là những món ăn đắt tiền, người ta sẽ trang trí bằng cách để một cọng hành ở trên đó. Tôi sau khi để cọng hành lên tô mì Hamika của mình. Lũ thường dân. Ủa, chủ nợ hả? Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ. Hinata đã cho Naruto một cái thuốc hồi chinh, trong khi đó Kiba đang nằm ở đằng sau ở trên một cái ván đo. Nếu như mà nhớ không nhầm thì nhân vật ở trên cái cán này có thể ngửi thinh gấp 1000 lần con người bình thường. Và trong trận đấu này, Naruto đã xì hơi vào mặt người đó. Bây giờ thì ám là ác nhân hả? Oh, một con hà mã chơi với một con tê giác. Oh yeah. Người thông minh không cần phải nói nhiều, mà bình luận của mình lúc nào nó cũng dài hơn cái video gốc 2 lần. Mình thấy là những con tê giác rất là tội nghiệp ha, tại vì chúng rất là thường xuyên bị săn bởi cái sừng của mình. Trong khi đó, cái sừng nó được làm bằng cái nguyên liệu không khác gì móng tay của bạn. Nên là nếu như bạn có muốn hồi chinh rồi bổ khỏe gan thận gì đó thì cắm móng tay đi, tự nhiên đi chặt sừng người ta. Mỹ sản xuất thành công bia từ nước thải chung cư. Wow, ý của mình là khi bạn đi tè nó cũng lên bọt mà đúng không? Nửa đêm kẹt cửa toilet, gọi thợ qua ổng nhảy luôn vô thọt thọt. Làm sao hai đứa kẹt luôn rồi, giờ sao? Wow, ba người sẽ vui hơn hai đúng không? Gọi thêm thợ nữa. Đây là cái bẫy dành cho những thằng mắc ỉa. Những loài hoa đang bắt đầu nở rộ ở Nam Cực. Những loài hoa đang bắt đầu nở rộ ở Nam Cực. Cũng hay, nhưng mà nó có một điểm yếu. Đó chính là hoa nó chỉ nở rộ ở Nam Cực thôi. Còn những nơi khác thì nó bốc cháy hết trơn rồi. Ở trong lịch của người Maya thì người ta bảo rằng năm 2012 chính là năm thế giới bị tận diệt. Khi đó thì mình rất là nhỏ tuổi. Mình cảm thấy lo sợ đó các bạn. Thế là mình đã cố gắng học hành thật là giỏi. Tại vì nếu như mà chúng ta bị thiên thạch rơi vào thiệt, những con người thông minh nhất trái đất sẽ được đưa lên hành tinh khác à. Chứ mấy người ngu thì ở lại chịu. Mình đã cố gắng rất là nhiều và ông trời cũng không phụ lòng mình. Mình đã thăng hạng từ 36 lên 35. Lý do là tại vì có thằng chuyển lớp. Webcam được phát minh vào năm 1991. Con người năm 1990. Trong cái khó ló cái ngu. Hồi xưa mình không biết chỉnh sửa video, thế là mình đã làm slide PowerPoint thuyết trình. Oh my god. Nếu như mà bạn có thể tìm được video xấu hổ đó của mình á, thì làm ơn hãy cho mình địa chỉ của bạn. Oh, một con chó. Alright. Người chưa biết, người đã biết. Hết chuyện gì xảy ra? Tao để tôi zoom vào coi. Ủa, đây là con chó đúng không? Tôi có thể cảm nhận cái đó xa xa về cái này, nhưng mà không biết nó sao chỗ nào. Ở bên Mỹ bây giờ nó đang có một cái trend, đó chính là các bạn có thể định nghĩa bản thân mình là bất kỳ thứ gì bạn muốn. Giống như là nếu như bạn bảo tôi là con kỳ lân, và nếu như ai đó không đồng ý với bạn thì người ta có thể đi tù. Wow, lần sau mà tôi bị bắt đi tòa, tôi sẽ định nghĩa bản thân mình là người vô tội từ năm 7 tuổi đến năm đại học luôn nhá. Alright, đây là một cái pha. Vậy thì rất là thành thụ. Bạn yêu ơi, bỏ cái tai nghe ra được không? Tôi có thứ này cần phải xem. Thật ra ngày hôm nay là kỷ niệm 10 năm mình tạo tài khoản Facebook đó các bạn. Cách đây 10 năm mình đã đăng một tấm ảnh với bí danh là Út Lợi. Nếu như mà nhớ không nhầm thì một hôm trước khi đăng tấm ảnh này thì mình còn ị trong quần. Người Tây vẽ gái Nhật. Người Nhật vẽ gái Tây. Người Nhật có một xu hướng á, đó chính là sẽ làm cho mọi thứ dễ thương nhất có thể. Nên là đôi khi mà sẽ thấy những con nhân vật cái mắt của người ta to một cách bất thường. Đây chính là cấu tạo của nhân vật anime này. Không hề kawaii chút nào cả. Không hề. Ok, đây là cách để giải cứu người bị đuối nước. Đầu tiên là bịt mở họ lại, mở mầm họ ra. Sau đó nói tôi không gay và hôn họ. Bổ ích. Không biết tại sao mà dạo này xã hội bị cái gì đó, làm cái gì người ta cũng kêu gay cả. Tôi tâm sự với anh em của mình thì cũng bảo yếu đuối, gay. Và khi tôi hung homie của mình đi ngủ thì người ta cũng bảo tôi gay, gay. Ăn đồ ăn mà bạn không thích, sáng tạo cùng với chúng. Mình rất là ghét ăn rau, nhưng mà giờ này mình đang cố tăng cường chúng vào trong phần ăn của mình. Thế là mình đã đến siêu thị và mình mua đâu mấy ký rau á, mình để trong tủ lạnh và quên. 3 tuần sau mở ra thì bên trong đó nó có luôn một nền văn minh các bạn ạ. Chúng ta phải đồng ý rằng đây chính là tư thế ngủ thoải mái nhất. Yeah, đồng ý. Không biết tại sao mà tối nào mình cũng cố nằm thẳng, giống như là khi các bạn nằm trong quan tài á, tay chân thẳng hết. Nhưng mà sáng dậy, có hôm thì mình nằm dưới giường, có hôm thì mình trôi dạt qua đại Tây Dương. Alright, và đó chính là meme review của ngày hôm nay. Mình mong là các bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với mình. Nên là hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.